Ngày hôm nay bên đồng hồ Côn Cổ Vang Vọng sẽ giới thiệu tới các bác một trong những chiếc đồng hồ từ một cái thương hiệu khá là đặc biệt. Ở đây thì em có một chiếc đồng hồ từ thương hiệu MAP, các bác từng hay gọi vui đây là thương hiệu Mập, đúng không ạ? Nhắc về cái thương hiệu này thì có lẽ rằng là chỉ các bác nào mà chơi chuyên sâu thì sẽ biết tên, bởi vì đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở đất nước Pháp. Chiếc đồng hồ này, hay nói đúng hơn là cả cái thương hiệu MAP này sở hữu cho mình, đó là một cái phần thiết kế mang tính đặc trưng rất cao. Đó là những chiếc đồng hồ thùng bè và điểm bông lúa mạch trùng nhau tại hai bên. Và như các bác đang nhìn thấy đây thì sẽ là chiếc đồng hồ thuộc cái phiên bản cao nhất khi mà chúng sở hữu cho mình, đó là bộ mặt số nổi vàng hồng. Đương nhiên rồi, những cái bộ mặt số là một trong những cái thứ chiếm tới khoảng 40% vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ Côn Cổ treo tường, đúng không ạ? Thì đây, các bác có thể nhìn xem, một bộ mặt số rất là đắt giá. Đồng hồ Côn Cổ treo tường thì có rất là nhiều dòng mặt số, từ mặt số in, mặt số nổi trắng, mặt số nổi vàng. Thì đây là một số nổi vàng hồng thì có cái độ hiếm là cực kỳ cao các bác nhé. Rồi, tổng quan sơ qua về cái thương hiệu cũng như cái thiết kế của chiếc đồng hồ này thì các bác có thể nhìn thấy đây, như em vừa giải thích, đây là một cái thiết kế rất là đặc trưng của thương hiệu MAP với hai bông lúa mạch trùm nho hai bên. Bông lúa mạch và trùm nho cũng là cái biểu tượng rất là quen thuộc và rất là nổi tiếng của đất nước Pháp rồi, những cái chai rượu vang đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy nhá, ở hai bên cánh thùng sẽ được đặt tách biệt về màu sắc của các cái lớp vân gỗ trên và dưới. Bên trên thì sẽ có những cái vân gỗ tối màu, ở vị trí giữa thì sẽ là những cái vân gỗ sáng màu giúp cho cái bông lúa và cái phần chùm nho rất là nổi bật, đúng không ạ? Bởi vì đây là bông lúa và chùm nho được làm tối màu mà. Đó, ngay cả ở phần phía viền đây cũng được các cái vân gỗ, các bác nhìn này, các cái đường gỗ được tạo sóng giúp cho cái họa tiết, cái hình ảnh của bông lúa mạch chùm nho trở nên rất là thu hút và nổi bật hơn. Ở cả hai phía hai bên được làm tương đồng các bác nhá. Thế em sẽ lấy một bên để mà quay chi tiết thôi. Còn bên phía còn lại em sẽ quay sơ qua để các bác nhìn luôn đây. Đó, rất đẹp mắt đúng không ạ? Vân gỗ tương đồng nhau. Tiếp theo đó, ở vị trí trung tâm thì chúng ta sẽ có ba cái phần vân gỗ được ghép. Đa phần thường thường các bác sẽ thấy là hai phần vân gỗ từ giữa mà đặt ra hai bên thôi. Ở trên chiếc đồng hồ MAP này sẽ có 3 phần, 1, 2 và 3, giúp cho cái phần thùng bè thiết kế này trở lên bề thế hơn nhờ những cái vân gỗ này đấy các bác ạ. Ở vị trí phía nửa trên chúng ta sẽ có bộ mặt số nổi vàng hồng với phần niềng kim loại vàng hồng là một này. Từng con số trên bộ mặt số này đều trong cái tình trạng còn rất là hoàn hảo, các bác nhìn thấy đây. Độ bóng sáng của từng con số đều còn rất cao và gần như chưa có dấu hiệu xuống sắc được các bác nhé. Rất là đẹp, được sưu tầm trong một cái tình trạng được chủ cũ sở hữu cũng như là bảo dưỡng rất tốt, giúp cho có một cái phần vẻ đẹp gần như là hoàn hảo. Ở vị trí trung tâm chúng ta sẽ có một phần logo thương hiệu MAP, MAP. Ở phía viền bên ngoài thì sẽ là tên của bản nhạc mà chiếc đồng hồ chơi lên, Veritable Westminster, bản nhạc truyền thống mà mọi chiếc đồng hồ Côn Cổ đều có. Tiếp theo chúng ta sẽ có ba khuyên vành lộ cót giúp bảo vệ phần mặt số trong quá trình sử dụng lâu dài này. Phía dưới số 6 sẽ có dòng chữ Made in France. Đây là một phần sản phẩm tới từ đất nước Pháp. Rồi, tiếp theo ở bên ngoài chúng ta sẽ có một phần tay cầm. Tay cầm với màu sắc vàng hồng đầu bộ tổng thể luôn. Rất là đẹp, có dấu hiệu hao mòn của thời gian nhưng mà càng làm cho chiếc đồng hồ trở nên đẹp hơn thôi. Rồi, em sẽ đi xa ra để các bác có thể cảm nhận được cái sự bề thế mà chiếc đồng hồ mang lại nhé. Rồi, xuống tới vị trí nửa dưới thì sẽ có, đó là một phần kính tráng gương. Kính tráng gương và đồng thời được vẽ gương các cái họa tiết hoa văn, các bác nhìn đây, toàn bộ luôn, rất đẹp. Và ở vị trí trung tâm, một phần mặt lắc cực kỳ bóng sáng, có thể nhìn thấy mọi chi tiết ở xung quanh em luôn, đúng không ạ? Màu sắc thì đương nhiên là màu sắc vàng hồng, đồng bộ với phần bộ số nổi phía trên. Toàn bộ tổng diện chúng ta sẽ có thấy đó là cái vẻ đẹp của vân gỗ này, các cái chi tiết điểm này, rồi cái độ sang trọng của cái chi tiết sáng như là mặt số rồi quả lắc, rất là đẹp mắt. Các bác có thể lựa chọn chiếc đồng hồ này để trưng bày hoặc là để sưu tầm cũng đều rất là hợp lý nhá, bởi vì đây là những cái sản phẩm ít khi xuất hiện. Đó, sẽ có hai phần thiết khóa ở hai bên, bên dưới và bên trên, tương tự như cái chiếc đồng hồ thùng bè khác thôi, đúng không ạ? Rồi, ở phía bên trong đồng hồ thì có một cái không gian rất là thoáng để các bác có thể nhìn ngắm đây. Em sẽ giới thiệu qua từng chi tiết một nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai phần dây khóa ở hai bên. Dây khóa này thì để làm gì các bác cũng quen rồi, đây là dây khóa vồ, rất là quen thuộc trên những chiếc đồng hồ Odo. Chúng ta sẽ móc cố định vào hai cái phần móc ở hai bên hông thùng đây, cả hai bên, để cho cố định hai phần âm thanh khác nhau. Phía dưới sẽ có các ốc bắt chống tường tại cả hai bên, có vị trí
khóa vồ này, có một phần giấy hướng dẫn, một phần giấy hướng dẫn của thương hiệu được ghi bằng tiếng Pháp nhé, các cái đề mục 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy ở đây sẽ có bộ 8 thanh gông đồng, đó rất là đặc trưng của thương hiệu MAP, những tiếng chuông gông đồng rất là vang luôn. Và khác biệt so với những chiếc đồng hồ thông thường các bác thấy thì đây sẽ là một chiếc đồng hồ chơi nhạc ở bên phía tay trái, tức là ổ cót số 9 sẽ là ổ cót đánh nhạc và ổ cót số 3 là ổ cót đánh chuông điểm giờ. Số 6 thì luôn luôn là để chạy giờ rồi, để chạy khóa lắc phía dưới. Phần dây khóa vồ thì em sẽ kéo thử các bác nhìn nhá, để chúng ta khóa cái phần đầu vồ bên trên đây. Tất cả đầu vồ sẽ ngửa ra. Đó. Và khi chúng ta thả ra thì chuông sẽ hoạt động lại bình thường. Ở bên phía còn lại cũng sẽ tương tự thôi. Như nhau. Sẽ có hai ốc bắt chống máy tại cả hai bên để cố định bộ máy. Và đây là một bộ máy có những cái phần vách máy rất là dày dặn, chi tiết trục thép rồi chứa các cái bánh răng đồng đều trong tình trạng rất là hoàn hảo để sử dụng lâu dài luôn. Sau đây thì em sẽ thử tiếng chuông gửi tới các bác. Đó là tiếng chuông gông đồng của những chiếc đồng hồ MAP. Các bác được vừa được em giới thiệu qua về một chiếc đồng hồ từ một cái thương hiệu rất là đặc biệt, đúng không ạ? MAP, thùng bè, bông lúa mạch, trùm nho và mặt số này vàng hồng. Các bác cần thêm hình ảnh chi tiết hoặc là những cái vị trí nào mà cần quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng để bên em sẽ cung cấp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video từ đồng hồ Vang Vọng.